Chúc các bạn xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ quay lại, mình sẽ cập nhật cho các bạn xem em quýt của mình nuôi ở môi trường tự nhiên ha các bạn. Thì xin lỗi, đây mình ngồi xuống, cameraman chịu khó ngồi xuống quay lại gần. Thì sau khi mình nuôi em này hôm nay khoảng 4-5 tuần vậy các bạn. Nó thiệt, tại nhiều cá quá cho nên không có nhớ, không muốn coi phải ghi sổ mà mình không có ghi sổ các bạn ha. Ghi sổ mới nhớ được cá nào. Thì trải nghiệm, đây là mình cũng trải nghiệm, mình trải nghiệm ở trên là các bạn thấy là trải nghiệm về bơm bơm bằng công nghệ mới, còn đây là nuôi không bơm. Đây là thùng xanh các bạn ha. Chúc sẽ làm clip luôn, một ngày mình làm sẵn rửa rảnh mình làm mấy clip với mình phát từ từ cho các bạn xem. Thì em quyết này từ quyết nhí, clip này mình muốn cho các bạn xem là sau khoảng tháng hơn, nhờ camera quay gần. Thì em quyết này các bạn thấy nó phát triển khác những em quyết khi mà nuôi trong hồ. Các bạn nuôi khi nuôi trong hồ, thứ nhất mình muốn nói là gì, các bạn có nhiều bạn cứ sợ nói cá nhỏ, mình nuôi con cá này là từ size chưa tới size 10. Hôm nay nó khoảng, các bạn thấy nó cỡ khoảng gang tay nè các bạn, thì khoảng 18 là cùng các bạn, chưa hơi hơn 20 đâu. Mà mình muốn nói là gì, nước mình nuôi nước cao, nước cao nè các bạn. Có nhiều bạn cứ nói là cá nhỏ với mấy nghệ nhân, hỏi tại sao mấy nghệ nhân nói cá nhỏ nuôi nước cao không được. Nước cao nước thấp cái chuyện đó không phải là vấn đề, mà vấn đề các bạn coi cái luồng nước tại sao. Mình phải, các bạn phải hiểu, có nhiều bạn cứ không hiểu, cứ nói là cá nhỏ là không được nuôi nước cao, tại vì những hồ nước cao hay gì đó thì nước nó mạnh, con cá nó sẽ túm đuôi, nó sẽ nhát, nó bơi không thoải mái các bạn. Còn á, cái hồ mình nước cao cỡ nào nữa các bạn, con cá nó tự nhiên ngoài sống, ngoài tự nhiên, ngoài sông, ngoài ao, hồ nó sâu cỡ nào các bạn, đúng không, làm sao con cá nó vẫn sống được. Đừng có nói là nước cao, mà những cái chỗ nào mà nước mạnh thì con cá nó sẽ ít, nhưng như những gền thác thì không có cá nó sống được các bạn, đúng không, nó bị tuột. Thì các bạn thấy ở đây nè, nước cao, nước cực kỳ cao, không phải là cực kỳ cao mà full luôn trên đây là các bạn, con cao mà nước mình rất bình thường. Mặc dù á, bữa trước các bạn thấy là mình cho nó xuống cái ống, nhưng mà khi nước cao rồi, tại lúc đó mới vừa vô mình nâng dần, hôm nay cá quen thì bữa giờ là mình cho lên nước cao, mình nói các bạn nước cao đâu có sao, không, cho nên không phải là nước cao nước thấp, mà quan trọng cái luồng nước với luồng oxy trong bạn. Các bạn thấy mình oxy rất là yếu nè, không cho mạnh nè, vừa đủ thôi đó. Ở đây cũng vậy, quyết mình nuôi mỗi ngày mình thay nước, hoặc hai ngày thay một lần, rảnh thì thay mỗi ngày, không rảnh thì hai ngày, cứ thay 20-30%. Nước hồ rất là trong, chưa, cái hồ này vinh hạnh là từ hồi nuôi nay 5-6 tuần rồi chưa trà, rút nước xả ra, rút nước xả thôi các bạn, rất là sạch. Tại sao không có mở đèn, không mở đèn thì hồ không có rong rêu. Các bạn thấy nè, khi bữa trước nó nhỏ mà con này á, mình cho nó ăn nhiều, nó ăn nhiều, xong bữa nay nó cơ bộ nó giống sọt luôn các bạn ha. Cameraman nhìn giống sọt, nhìn giống sọt luôn, các bạn thấy nó ngắn ngủn mà tại sao nó mập nữa các bạn. Đó, cách nuôi rất đơn giản, thay nước giặt lọc, không bỏ gì hết. Ở trên đây mình bỏ vitamin, còn em này là hoàn toàn không bỏ gì hết, nuôi không bỏ gì hết, không đàn, cho nên các bạn thấy con cá nó phát triển. Giờ mình quay mình nói chuyện tới con cá phát triển các bạn. Nó còn non da lắm các bạn, nếu mà đánh đèn lên là cái da nó, cái vảy nó sẽ dày hơn, nó lên màu nhanh, nhưng mà nó ép con cá là cái vảy nó dày hơn. Tại sao? Nó già, đánh đèn nhiều con cá nó sẽ già, con cá nó sẽ không đẹp bằng khi con cá tự nhiên các bạn. Các bạn coi cho ăn ghê hồn này, này nhát quá, đứng ngồi gần chứ nó ăn dữ lắm đó các bạn, nó ăn dữ lắm đó các bạn. Này không thèm ăn, không thèm ăn, này không thèm ăn các bạn đó. Thì nó này thấp cho nó coi chút xíu, không biết nó có bị mắt gì không, thấy mắt giống bị đục mắt không quá. Thì đó các bạn thấy, nhìn camera quay sát vô thấy con cá, quay theo dõi con cá, ăn cá nhiều các bạn đó. Mình chỉ cho ăn sâu không, clip này cá này mình cũng sẽ cho ăn sâu, mình sẽ ăn sâu liên tục để coi có ăn sâu liên tục thử nghiệm mà các bạn có bị trĩ không, để cho có nhiều bạn nó ăn sâu nhiều trĩ. Không phải, ăn sâu là một trong những khả năng nó bị trĩ. Nếu các bạn con cá các bạn bị trĩ thì các bạn không cho ăn sâu, còn con cá bình thường không phải là cho ăn sâu sẽ bị trĩ, nó ăn sâu một ngày ăn hai cử ba cử ăn sâu là không, các bạn tép vẫn cho ăn, mà ngược lại là tép cho ăn sen, tại vì tép nó to, con cá nó ăn chậm, chứ cá nhỏ nó không có ăn nhiều, mà mình bỏ sâu vô, bỏ tép vô khó cho ăn, cho nên là mình chỉ cho nó ăn ăn sâu đó các bạn. Mà nay sao nó không muốn ăn, bình thường ăn sung lắm các bạn, nay hơn sao không biết lý do gì đó, chứ bình thường mình đứng đây nó cũng ăn sung, nay chắc lên clip mắc cỡ đó. Thì nuôi hôm nay mình nói là clip này mình nuôi sao
sau 5-6 tuần mình nuôi em này rồi, các bạn coi nè, đó mình nuôi rất là đơn giản. Nhớ mà các bạn đó này nha, sẵn nói luôn nè, có nhiều bạn để kín lắm, ở trên đây là không có được, ở trên đây là không có để kín được các bạn ha. Kín là một là kín, hai là mê ca cũng là kín, mà để lỗ mằng để lưới là tốt nhất. Nhiệt độ đây các bạn xem nè, nhìn nè, lúc nào cũng vậy nè, 30 mấy độ nè các bạn, 30 mấy độ, 32-33 độ các bạn, các bạn thấy không? 32-33 độ, wow, 32-33 độ. Muốn là cho các bạn xem là em cá này mình chia sẻ cách này nuôi rất là đơn giản, mình nuôi lên đơn giản, cập nhật các bạn xem lại từ bữa mình làm clip này, chắc em này lên cũng được 2 lần. À, màu thì cái màu thì các bạn thấy cái màu này nó chưa gọi là màu gì, màu cam nha, mới có màu vàng lên ửng vàng. Có nhiều con là bởi vậy cho nên nhiều khi con này giờ nói quyết long cũng chưa chắc gì đó, ra được, nếu mà không biết cũng hơi khó lắm các bạn ha. Nhìn tại nó lên chưa màu đỏ mà, nhưng mà nếu mà đánh đèn màu trắng hoặc là màu hồng thì cá nó sẽ đẹp nhiều các bạn ha. Các bạn thấy nè, đó nó lên vàng nhiều, vàng nó lên màu vàng vàng nhẹ nhẹ ha, có ánh kim đó, có ánh kim, có ánh kim các bạn. Nam thèm ăn nha, Nam thèm ăn, sáng giờ chưa cho ăn mà Nam thèm ăn có vấn đề. Phải theo dõi, khi các bạn cho con cá các bạn không ăn bình thường nó ăn sung, mà vô cái tình trạng mà mình sẵn mình nói, nếu mà các bạn không thay đổi cái môi trường gì hết mà con cá nó không ăn thì các bạn phải coi lại coi nó có bệnh gì không. Còn vấn đề mà khi mà các bạn thay đổi gì đó là tăng đèn hay là làm gì đó, bất cứ thay đổi thì con cá nó có sự thay đổi là chuyện bình thường. Còn con cá mình đang nuôi trạng thái bình thường mà nó không chịu ăn là mình coi lại chút xíu ha. Và mình chỉ cần thay nước thường xuyên trước hết chứ đừng quá manh động. Theo dõi trước hết là coi nó bị nấm bị gì không các bạn. Mình nuôi mấy cá ngoài đây thì nhiệt độ nó rất là cao, lúc nào cũng 32-33 độ tự nhiên vậy các bạn, cho nên là bị nấm rất là thấp, khả năng bị nấm rất là thấp các bạn ha. Nhưng mà con cá này á, mình nuôi á, nay nó cũng cả gan tay, các bạn thấy là mình cho ăn nó rất là nhiều, nó mau lên sai lắm. Còn màu thì hãy đợi đấy, lên tới đâu mình này mình trải nghiệm cái clip này á, là đề tài này á, là về là khi mà nuôi quyết long không đèn, các bạn cứ nuôi cá một cái thoải mái, đừng có sợ các bạn ha, nó nhát kệ nó, mình cứ làm vậy đi, nó sẽ quen các bạn ha, mình cứ làm thoải mái nó quen đó. Rồi gần cuối clip camera quay kéo gần chút xíu cho mọi người xem kỹ con cá đó. Hình chủ yếu clip này là chia sẻ cách mình nuôi, cách mình cho ăn con cá mà khi mà không bơm đèn, không đanh tanin đèn thì nó thế nào sao các bạn ha. Cách nuôi bình thường, nuôi có nhiều cách nuôi, bơm hoặc là tanin, đánh đèn mạnh ha, phơi nắng, cái này gọi là phơi nắng cũng không đúng, mà ánh sáng tự nhiên các bạn, tại ánh sáng này nắng nó chỉ có buổi sáng thôi, chứ nếu mà phơi nắng liên tục cá nó cũng chịu không nổi đâu. Phơi nắng liên tục cá nó cũng chịu không nổi. Không biết các bạn khán giả xem sao chứ mình xem con cá này nó phát triển lên mình thấy đã. Từ đó giờ tại mình nuôi cũng nhiều cá rồi, nhưng mà cái dạng mà nó lên màu kiểu này á, mình chưa có trải nghiệm lên màu mà tự nhiên các bạn ha. À, hồ rất là sạch, rất là sạch nè. Lúc nào mình trong hồ mình cũng có 2 con chuồi kiến hết trơn các bạn. Hai con này nó ăn phụ đó, những trường hợp như các bạn thấy không, khi hồi nãy mà con cá chính mình nó không ăn ha, con quyết long của mình hoặc con cá chính hoặc là tùy theo con cá các bạn không ăn thì những con này nó sẽ phụ, nó sẽ ăn hết. Còn nếu các bạn nuôi một con này không, nuôi con cá rồng mình không thì á, là phải vớt ra mồi, không bao nữa thì những con này nó ăn. Như vậy nó rất là sạch nước các bạn ha, bình thường hay điều trong đây nó rất là tốt đó. Chịu ăn chưa, giờ mới chịu ăn hả, làm chảnh vậy, chịu ăn giờ cha thử coi ăn không. Bảo nãy giờ nó chảnh tay, nãy giờ mắc cỡ ăn dữ lắm, nó ăn rất là cực kỳ nhiều luôn các bạn. Vậy là chắc anh camera này lạ, lỡ mắc cỡ nó ghét anh camera này. Đang muốn ăn hả, nói vậy là không phải bệnh do nhát nhát, do lạ lạ cầm mấy bộ phim lại gần gần á, tưởng tượng thì các bạn tưởng tượng coi con cá mà nó là một loài vật, nó thấy cái gì nguy hiểm tấn công gần nó, đúng không các bạn, tấn công gần nó sẽ quản, nó quản các bạn thấy không, nó quản liền không đó, nó quản liền. Nhưng mà mình nuôi cá chủ trương là mình rất là tự nhiên các bạn, không có sợ đó, thấy đã ha. Con này á, mai mốt nó sẽ mắc á, nó nếu mà nuôi về mà sợ mắc có nghĩa là đừng có nghĩ là đèn các bạn á, là sợ nha. À, ok, chia sẻ một cách bình dân giản dị vui vẻ, mình chia sẻ cách cá mình thôi chứ không có lùa gà lùa vịt và không quảng cáo là cái gì ép ai cho các bạn. Ví dụ bạn lên cứ lăng tăng nhảy lambada, thấy chú bạc đăng bài lên cái nhảy lambada mà chú bạc khoái, mấy bạn nhảy lắm các bạn ha. Ok, sẽ
sau một thời gian dài nữa cập nhật, khi mà em cá này nó lên phát triển nhiều mình sẽ cập nhật cho các bạn xem. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong video tiếp sau.